Lý do tại sao mà bữa trưa của trường học ở Hàn Quốc lại gây chấn động thế giới. Sau khi xem xong cái cách mà họ làm, chúng ta sẽ biết lý do tại sao. Họ sử dụng là nguyên liệu tươi để mà làm bữa trưa mỗi ngày. Và họ nghiên cứu thực đơn thật là kỹ làm sao để mà đảm bảo cân bằng dinh dưỡng cho học sinh. Gạo thì được rửa sạch hoàn toàn và cái điều này thì giúp loại bỏ kỹ những cái loại tạp chất. Và một ít nước tương được thêm vào để mà làm tăng cái hương vị cho cơm. Những cái chiếc bánh gạo cắt nhỏ này thì được làm từ gạo nếp và các công nhân đang thì đeo bao tay và tách chúng ra. Sau đó thì họ đổ sữa tươi và sốt bí mật vào trong nồi cùng với lại bánh gạo và nấu cùng các cái nguyên liệu khác trong vòng 10 phút. Cuối cùng là hành khô xanh lá cây được thêm vào. Đây là món đầu tiên đã được hoàn thành, đó chính là bánh gạo cay. Sau đó là họ chuẩn bị gà rán. Sau khi mà dầu nóng thì cho bột ngô vào chảo. Sau đó thì gà sẽ được chiên tới khi nào mà giòn ở bên ngoài và mềm ở bên trong để mà giúp giữ lại dinh dưỡng tốt. Trong khi đó thì rong biển và cá khô đã được nấu trong nồi. Để làm nước dùng thì họ thêm cà rốt, hành tây và tôm. Cuối cùng thì thêm rượu gạo và cho có hương vị. Cùng với cả nước mặn và nước trong. Sau đó thì họ cho cua và cá cắt nhỏ vào. Rắc cơm đã nấu với một ít nước tương. Thêm rong biển vào nữa rồi trộn đều. Đến giờ ăn trưa thì gà sẽ được hâm nóng lại. Sau đó thì trộn tỏi nghiền và hạt vừng vào để mà hoàn thành bước cuối cùng. Một hương vị khác đó chính là nước sốt cay. Điều này thì làm cho hương vị tổng thể cay hơn một chút. Bữa trưa được phục vụ vào lúc 12 giờ, các công nhân thì phụ trách là phân phát cơm và giao dĩa. Và tất cả những bữa trưa này thì đều được phục vụ miễn phí. Ngoài ra thì mỗi người nhận được thêm một hộp sữa chua nữa. Sau đó thì các công nhân đặt từng món ra dĩa và từng người một. Học sinh có thể yêu cầu các cái phần riêng của mình. Họ thậm chí là còn có thể yêu cầu nhiều hơn nữa. Và thực đơn thì luôn được làm mới, không có lặp lại những cái món của ngày hôm nay. Hôm nay thì có món bánh gạo. Và những cái bữa trưa hàng ngày này thì đạt tiêu chuẩn và chất lượng cao. Bạn nghĩ gì về bữa trưa ở trường này?